Nhà nông miền Tây xin được kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay là ngày 2 tháng 12 năm 2021. Kênh Nhà nông miền Tây tiếp tục cập nhật tình hình giá sầu riêng tại các tỉnh miền Tây và miền Đông Nam Bộ để cho bà con mình tham khảo nha. Trước tiên thì kênh Nhà nông miền Tây xin được cảm ơn thương hiệu đèn LED Asia Pacific Lighting đã đồng hành cùng với kênh để mang đến những thông tin hỗ trợ cho quý bà con. Mọi thông tin liên hệ đến thương hiệu đèn LED này bà con theo dõi ở trên màn hình nha. Quay trở lại tình hình giá sầu riêng ngày hôm nay thì thưa với quý bà con là giá sầu riêng đang duy trì ở mức khá là cao và ổn định ha bà con ha. Mỗi ngày đều có sự tăng giảm, chênh lệch một chút xíu là từ khoảng 1 đến 2.000 đồng thôi, không đáng kể. Thêm nữa là nó sẽ có sự chênh lệch giữa các khu vực, các địa phương là do bởi ảnh hưởng dịch bệnh nè, do cái mức độ hút hàng ở mỗi một cái địa phương nó cũng khác nhau nữa. Cho nên là bà con mình nhớ theo dõi giá mỗi ngày để chúng ta có thể mua bán làm sao cho hợp lý nhất nha bà con. Đứng trước cái tình hình dịch bệnh cũng đang vẫn còn căng thẳng và có những cái biến chủng mới. Thứ hai nữa là giá phân bón tăng gần như là không có điểm dừng luôn, cứ tăng hoài vậy đó, ảnh hưởng rất là nhiều. Nhưng mà giá sầu riêng vẫn đang duy trì được ở mức cao, thì so với các loại nông sản khác là bà con trồng sầu riêng của mình đang rất là đỡ luôn á. Cho nên bà con mình cố gắng ha. Và hôm nay thì kênh Nhà nông miền Tây cũng sẽ cập nhật giá để bà con mình theo dõi. Giá sầu riêng hôm nay ở miền Tây Nam Bộ, ri 6 mua xô là từ 46 tới 52 ngàn, hàng đẹp là từ 53 tới 60 ngàn. Sầu riêng Thái mua xô từ 58 tới 65 ngàn, hàng đẹp từ 65 đến 72 ngàn nha bà con. Ở miền Đông Nam Bộ thì ri 6 mua xô là từ 45 tới 49 ngàn, hàng đẹp là từ 53 tới 60 ngàn. Sầu riêng Thái mua xô từ 54 tới 60 ngàn, hàng đẹp là từ 61 tới 70 ngàn ha bà con. Giá sầu riêng hôm nay là như vậy, bà con mình tham khảo. Chúc bà con sẽ có một ngày mua bán thật là thuận lợi ha bà con. Cảm ơn bà con đã lựa chọn kênh Nhà nông miền Tây để tham khảo thông tin. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh Nhà nông miền Tây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.